Trở lại với kênh của bé Kiên Giang và mình là Emmy. Khi mẹ mình đang ngồi trên chiếc sofa như thế này thì chắc là mọi người cũng đoán ra được cái chủ đề của vlog ngày hôm nay rồi đúng không mọi người? Emmy biết là mọi người đã đồng hành cùng với Emmy qua rất là nhiều những tập unbox đồ của Lovito rồi. Và tập lần này Lovito của tháng 9 thì sẽ là một cái chủ đề không có mới nha mọi người, mà Emmy sẽ mặc lại và chọn ra những trang phục mà mình tâm đắc nhất của Lovito từ trước đến nay. Ok, và trước khi bắt đầu vào những outfit đầu tiên thì như thường lệ em mình sẽ cho mọi người những cái mã giảm, những cái deal hời mà chỉ có member của Kiên Giang mới sở hữu được nha mọi người. Và cái mã giảm trong lần này thì mọi người cứ nhập LOVIME5, mọi người sẽ giảm được 25% cho đơn không đồng. Đây chỉ là một cái gọi là một cái đặc quyền mà chỉ có member của Kiên Giang mới có thôi mọi người. Đó, thì khi mọi người nhập cái mã này vào để mà mua hàng bên Lovito, mọi người sẽ được giảm 25% ngay lập tức. Mà những sản phẩm của Lovito thì cơ bản thì cũng đã rất là rẻ rồi, mọi người lúc nào cũng sale hết trơn á. Rồi, không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta sẽ vào với outfit đầu tiên. Ok, và đầu tiên đó chính là chiếc đầm Baby đang mặc nha mọi người. Chiếc đầm làm mưa làm gió mà hả Tuấn Bèo miền Tây đã mặc. Một chiếc đầm free size đây mọi người, cái tay nó bèo nhúng như anh nhỏ như này mọi người, bèo nhí vậy nè đó. Và cái phần thun ngay chỗ cái thắt eo nè mọi người, làm cho cái người mình nó gọn, thắt cái người mình nó gọn lại mọi người. Và cái đầm này rất là dễ mặc tại vì nó sẽ fit vào cái form người của mọi người nha, kiểu nó gọn, muốn gọn bao nhiêu cũng được luôn mọi người đó. Rất là dễ mặc như thế này, rất là phù hợp để mình đi dạo biển hoặc là mặc đi biển, đi dạo phố này kia, rất là ok đó mọi người. Em thì sẽ để link tất cả dưới phần mô tả nha. Ok, vào qua tới outfit thứ hai đó, chiếc đầm này ở tập Lovito tháng trước em thì cũng đã mặc chiếc đầm rồi mọi người. Và lý do vì sao mà mình thích nó, có nghĩa là cái này mặc dù nó fit vào người của mình rất là nhiều mọi người, chắc phải mặc dù nó không co giãn nhưng mà mặc á nó rất là fit vào người của mình. Phối cái tay ren như vậy mọi người nhìn rất là dịu dàng luôn á, kiểu nó cổ điển á mọi người. Nó mà cái chất vải này á, em thì là một cái người mà rất là thích mặc đồ chật mọi người, cho nên là khi mà nó fit vào cái người vậy nè, giống như mình đang đeo latex vậy đó mọi người. Nó đây mọi người nhìn nè, mặc dù 77kg nha mọi người mà mặc nhìn rất là gọn luôn mọi người à. Ok, và qua tới chiếc đầm thứ ba mẹ mì tâm đắc chính là chiếc đầm mà phối ren như thế này mọi người à. Cái ren của nó rất là xịn nha mọi người, nhìn kiểu không, bình thường mình sẽ rất là kén chọn bởi những cái chất vải ren tại vì mặc mà ren sàm sàm mà nhìn nó sẽ rất là rẻ tiền luôn mọi người, nhưng mà cái chất ren này nó rất là đẹp, siêu đẹp luôn mọi người. Đó, mặc dù cái đầm này á mọi người, em thì mua cái form, mua cái size không đúng với em thì là nó hơi rộng nha mọi người, nhưng mà cái form của nó rất là lên form nha, mặc dù nó rộng nhưng mà mọi người nhìn nè, nó cũng hông, nó mai cái chỗ hông này nè mọi người, nó đi tròn nó chút xíu á, nhìn cái người mình nó ba vòng kiểu nó rõ ràng. Và cái chất vải thun này mặc dù nó co giãn nhưng mà mặc rất là, mặc nó lên form, nó đứng form rất là dày dặn nhưng mà cũng rất là mát nha mọi người, nó không phải là kiểu mà quá dày á mọi người. Đây một chiếc đầm nữa mình rất là thích mọi người à. Đó, mặc dù đồ của Lovito rất là đa dạng, mẫu mã này kia rất là nhiều style, nhiều lứa tuổi, nhiều độ tuổi, nhưng mà hả em thì cũng đã qua rất là nhiều lần mua đồ của Lovito là hả bây giờ cũng tính hả cỡ 50-100 cái rồi mọi người, qua rất là nhiều tập rồi, mà phải chọn ra những cái mẫu mà nó hợp với cái gọi là cái gu của em nhất thì là những cái sản phẩm mà dễ mặc, basic và chất liệu form dáng cũng phải, nó cũng phải rất là kén chọn với những cái người mà cái form người giống như mình nè mọi người. Ok, và bên cạnh những cái đầm thì những chiếc áo và những chiếc chân váy như thế này cũng là những cái mẫu mà mình rất là tâm đắc, nhất là set này mọi người, đặc biệt là cái set này. Đây mọi người nhìn cái chân váy nè mọi người, nó dúng cái chỗ phần giữa bụng mình nè à, che cái phần bụng dưới rất là đỉnh nha mọi người. Đó, rồi nó dúng cái phần ở sau không đít nữa đó, nó hất cái hông mình ra rất là nhiều nha mọi người, một cái kiểu rất là cổ điển nhưng mà không bị sến nha mọi người. Và đặc biệt là cái áo này, trời cái áo này đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người biết tại sao mà mình tâm đắc nên mình thích đó mọi người, tại vì em bị mặc vô mà cảm giác như là nó may ra rồi may theo số đo với mình luôn, em bị mặc vừa hính luôn mọi người, mặc mà nó vừa hính luôn nha. Rồi hả cái này cái phần mà cô xét này nè mọi người, nó giả cô xét đó, cái phần này nè nhìn nó rất là sang mọi người, đó nhìn nó rất là sang luôn. Mặc dù bình thường mình sẽ không có mặc những cái đồ giống như thế này nhưng mà có những dịp mình lại rất là cần phải có những cái món đồ như thế này trong tủ mọi người à, cho nó hợp với lại cái concept của người ta đó mọi người. Đó đây mọi người nhìn nè, mình mặc một cái áo mà nó giả cô xét như thế này mọi người thấy nó chích cái
eo mình không? Nó hết rất là nhiều mọi người. Em bị đang 77kg mọi người. Mà hơi chặt nha. Ngồi thôi. Nó bùng cái áo luôn đội quần chúng ta đó. Nói chung hơi chật mọi người, bữa ổng thử cái áo nó có 70kg rồi, bây giờ 77kg rồi, nó cũng hơi chật chật chút xíu mọi người ơi. Đó mọi người nhìn nó chích cái eo em mày nè mọi người. Đó, rồi cái thêm cái chân váy này nó giãn nhiều đó mọi người. Đó. Chân váy này hả thì mặc cái gì cũng được hết. Phối áo thùng áo gì mặc nó cũng chỉ là cái chân váy thôi. Rất là basic, dễ mặc mà mặc nhiều lần không ai biết luôn mọi người. Đó, đây mọi người. Đó, mà cái kiểu váy này nè mọi người, phối chung với lại mấy cái áo kiểu bánh bèo của gì nè, rất là đẹp luôn mọi người. Mà nguyên cái set này làm như nó sinh ra để dành cho nhau sao mọi người. Cái áo này là nhờ mẹ mì dẫn link đó, em bị up lên story á. Cái áo này bây giờ đang rất là cháy hàng nha, nhưng mà vẫn còn cái số lượng rất là nhiều để cung cấp cho mọi người, cho nên là mấy bạn hãy nhanh tay bấm vào link mua cái áo này liền cho mì nha mọi người. Đó, nó không có bị xốn đâu, mặc nó rất là fit vào người luôn. Em mì mặc cái áo size lớn nhất nha mọi người. Ê, tại vì ngực với mì tới 110 lần đây mọi người. Nó đứng vậy cho mọi người xem một lần nữa nè, nó chích cái eo mình nè mọi người à. Nó tam giác xuống vậy nè, nó hắt cái eo mình nhiều lắm mọi người. Đó, cái phần tay phồng nữa, cổ vuông nữa, hắt cái cổ mình xuống cái ngực mọi người à, làm cho cổ mình dài hơn. Đó, rất là đẹp như thế này. Ok, tiếp theo để phối với em chân váy đen hồi nãy thì là một em áo dây buộc ở trên đây mọi người, vải xô và cái phần thân là baby doll như thế này. Trên đây thì là thun co giãn, đó, rất là dễ mặc mọi người. Và cái em áo dây này trong cái tập mà Thái Lan sắp tới đây, em bị đã mặc tung quần ở Thái Lan và được mọi người hỏi rất là nhiều. Nhưng mà em bị rất là buồn mọi người. Tập em bị mít rồi, em bị unbox Lovito thì không coi, mà mặc lên thì hỏi quá trời hỏi mọi người. Xong cái lên livestream em bị chửi mọi người à. Tại sao mà hả, cái phối đồ thì không coi mà bây giờ hỏi. Xong cái mấy má nói là ở trên đó mẫu mặc không đẹp bằng tôi. Thì cũng biết đi, mọi người thì cũng biết là như vậy đi. Nhưng mà mọi người phải tin bởi con mắt thẩm mỹ của mì, em bị đã mặc lên. Và hả là đã chọn ra những cái sản phẩm mà gọi là siêu phẩm nhất cho mọi người rồi. Đó, cái áo này em áo rất là dễ thương cho mọi người, rất là dễ mặc luôn. Đó, cái phần foam bayon gì nè. Đó, xong mọi người mặc cái chân váy ôm vô, nhìn rất là dễ thương mọi người. Đó, đây cái phần tà dưới nó cũng vậy mà xòe vậy nè, baby doll vậy nè. Đó, một cái áo dây mà baby doll rất là dễ thương, rất là lạ mắt luôn mọi người. Cái vặt thêm cái vải xô này nữa, nhìn nó rất là Thái Lan luôn. Đó, rất là xịn. Đó, hốt liền cho tôi cái áo dây này nha mọi người. Ok, và tiếp theo lại là một em áo vải xô nữa, rất là mát mẻ, nhìn cái chất vải rất là sang xịn mịn mọi người, nó hơi giả ren một chút xíu. Cái áo này thì mình đã có từng quay rồi, nhưng mà lúc đó hình như là không có gây ấn tượng nhiều với mọi người lắm. Nhưng mà cái áo thực sự rất là dễ thương nha mọi người. Cái phần eo buộc bụng như thế này nè, đó, nó đắp chéo cho cái bụng nè mọi người, nó giả đắp chéo luôn nha, chứ không đắp chéo thì đâu mọi người. Để nó dính lại nè, nó buộc cái eo vậy. Đó, nhìn nó hắt rất là hắt cái eo mình nha mọi người, xong rồi buộc cái nơ phía sau. Đó, rất là dễ thương, mọi người thêm hai kiểu. Đó, bẹt vai vậy hoặc là mọi người để cái vai lên. Cái áo rất dễ thương mọi người, chốt đơn liền cho tôi. Ok, tiếp theo lại là một em áo màu hồng nữa. Cái áo này em thì thích đơn giản vì nó màu hồng thôi mọi người. Và trong nó rất là có một cái style gì đó, nó rất là cổ điển mọi người. Những cái áo này thì mọi người có thể thấy được là vào những năm mà 2000 đồ đó. Thật sự cái áo là cái kiểu nó lâu lắm rồi, cái kiểu mà buộc yếm ở trên đây nha mọi người. Nhưng mà nó có kết hợp với lại một chút xíu gọi là cách điều cô xét ở dưới đây nha mọi người. Nó mình phối chung với cái chân váy này mặc cũng rất là giống cái áo hồi nãy đó, rất là giống cái set đầu tiên hồi nãy đó mọi người. Đó, cái áo này thì em thích thì thật sự nó chỉ là nó màu hồng thôi, chứ mà bắp tay to thì mặc cái này ai mà tự tin lắm mới mặc được nha. Còn mấy bà nào mà hả bắp tay nhỏ mà không có ngực thì mặc cũng kỳ mọi người à. Cái này có ngực mặc mới đẹp nha mọi người. Đó, kiểu lủng lẳng nó sợi sợi nè, nhìn rất là tây luôn. Mấy chị tây mà đi bên nước ngoài, đi bên Thái Lan nữa mọi người, là người ta không mặc áo ngực đâu, người ta để sợi 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 mọi người, phong cách của người ta vậy mọi người. Đó, đây mọi người nhìn nè, em thì thích đơn giản nó màu hồng thôi mọi người à. Đó, cho nên mấy bạn thích thì mua. Đó, bắp tay nhỏ thì mặc thì nó sẽ ok hơn nha, đỡ bị dị nghị hơn. Còn ai mà tự tin thì mặc. Đó, ví dụ như tôi là bữa hôm tôi có đem theo qua Thái Lan mà tôi không mặc rồi đó. Thấy hơi kỳ, nó hơi mát quá, mát mẻ quá mọi người à. Đó, cũng rất là xinh nha mọi người, chốt đơn nha mọi người. Ok, và hai món đồ cuối cùng em thì tâm đắc nhất trong tất cả những món đồ của Lovito vừa qua, đó chính là chiếc áo dây. Áo này em bị đặt tên là áo dây buộc tóc nha mọi người, nó rất là giống cái đồ buộc tóc luôn, kiểu nó tròn tròn quý vị nè mọi người. Nó giống cái đồ buộc tóc lắm mọi người à, nó giống cái đồ buộc tóc mà hồi nhỏ đi múa mình chụp lên trên đầu đó mọi người. Và cái áo này thì mình sẽ không buộc dây, cũng không phải là có cái nút thắt, mà nó sẽ có cái đồ cái này nè mọi người, giống như cái nón vậy mọi người. Đó, mọi người thâu dây lên ở đây. Đó, rất là tiện lợi mà cũng rất là lạ mọi người à. Đó, và tiếp theo đó chính là em chân váy này mọi người, mặc rất là lên form mà em thì không nghĩ với cái eo bánh mì của mình bây giờ. Mẹ mình mặc rất là vừa vặn luôn mọi người,
Đó, cái chuyên váy này là mọi người chuyên váy chữ A. Cái này người ta gọi là chuyên váy tennis cho mọi người. Đó, con gái thì ai cũng phải không có chuyên váy tennis ở trong tủ. Và em thì thích nó đơn giản vì nó màu hồng. Đó, vậy nha mọi người. Cái màu hồng này mấy bạn mà trắng là mặt nó rất là tôn da. Trắng là càng trắng nữa đó mọi người. Đó, em thì hổng giờ em thì xài Vaseline với em thì bán em thì đã rất là trắng rồi đó mọi người. Đó, em thì mặc cái này nó rất là tôn da em thì luôn mọi người à. Đó, ok. Và tất cả những món đồ mà nãy giờ em thì tâm đắc, em thì gọi là đề cử hả ta? Không, em thì recommend cho mọi người tất cả những sản phẩm này thì cảm thấy tâm đắc nhất trong một loạt đồ Louis Vuitton trong những tháng qua. Thì mong là mọi người có thể thích và kiểu như là sẽ giúp được mọi người là tìm ra được những cái món đồ trong những cái dịp đi chơi sắp tới đây và những cái dịp mà gọi là sự kiện này kia sắp tới, giúp cho mọi người sẽ không phải lăng tăng loay hoay suy nghĩ mình sẽ mặc gì nữa. Thì mọi người đừng quên nhập mã Lovi Emmy 5 đó, nhập vô thì mọi người sẽ được giảm 25% cho đơn 0 đồng nha mọi người. Nhớ nhập mã của Emmy vô để mà được giảm hơn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem lắp đến đây. Đừng bỏ lỡ một tập Lovito nào. Và bật mí với mọi người là trong tập Lovito sắp tới sẽ là đồ đông và là những cái outfit mà đi Đà Lạt. Emmy sẽ quay ở trên Đà Lạt luôn. Và mọi người hãy chờ đón cái tập Lovito sắp tới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.